Mặc dù bộ đôi iPhone 6 của Apple đã ra mắt ở Ấn Độ, song đối với nhiều người dân ở nước này, họ thà lựa chọn những chiếc điện thoại ít thông minh hơn, đơn giản vì họ không có đủ tiền để có thể mua iPhone 6. Theo thống kê, chỉ khoảng 12% người dân quốc gia Nam Á đang sử dụng điện thoại thông minh. Trong khi đó, thì giá của một chiếc iPhone 6 gần như là tương đương với 2 năm thu nhập bình quân của người dân nước này. Chàng trai trẻ này dành hầu hết thời gian trong ngày với chiếc smartphone của mình. Cậu nói có quá nhiều thứ để quan tâm. Nào là Facebook, Snapchat, nghe nhạc rồi xem phim. Đến mức chàng trai đang làm việc tại công ty lữ hành ở thủ đô New Delhi này cho biết, cậu không thể sống được nếu thiếu điện thoại. Tôi không muốn mua iPhone 6 vì nó quá đắt. Tôi chỉ có thể dùng chiếc Micro Max hiện tại 80.000 rupee. Những gì có thể làm với iPhone 6, chiếc điện thoại của tôi cũng làm được. Và đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều người dân Ấn Độ, một trong những thị trường điện thoại khá tiềm năng trên thế giới. Tuy nhiên, với mức thu nhập bình quân mỗi năm ở mức 1.100 đô la Mỹ, nhiều người cho rằng mức giá 870 đô la Mỹ cho một chiếc iPhone 6 là quá xa xỉ. Người tiêu dùng đang dè dặt với mức giá cao này. Hiện nay, đối với thị trường Ấn Độ, các hãng lớn như Google, Android đang hướng đến cung cấp các thiết bị chất lượng cao, song có giá hợp lý hơn. Hiện tại, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh của hầu hết người tiêu dùng Ấn Độ dao động từ 100 đến 200 đô la Mỹ và sử dụng hệ điều hành của Google Android. Và mặc dù lợi nhuận thu về có vẻ thấp, song gã khổng lồ Google dường như chú trọng hơn đến việc chiếm lấy miếng bánh thị phần khá dồi dào tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.